Em trở lại với kênh giải toán của mình. Hôm nay chúng ta sẽ giải bài toán e mũ 2x cộng cho e mũ x bằng 12. Ta có e mũ 2x cộng cho e mũ x bằng 12. E mũ x tất cả bình phương cộng cho e mũ x sẽ bằng 12. Bởi vì ta có công thức a mũ m nhân n bằng a mũ n nhân m. Ta đặt t bằng e mũ x và t lớn hơn 0 hay sẽ tương đương cho t bình phương cộng t sẽ bằng 12. Tương đương cho t bình phương cộng t trừ 12 bằng 0. Đối với ẩn t, ta có a bằng 1, b bằng 1, c bằng trừ 12. Ta sẽ bằng b bình phương trừ 4ac, nên ta sẽ bằng 1 bình phương trừ cho 4 nhân cho 1 nhân cho trừ 12. Sẽ bằng 1 cộng cho 48 sẽ bằng 49, này lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt t1 sẽ bằng trừ b cộng cho căn delta chia cho 2a và t2 sẽ bằng trừ b trừ cho căn delta chia 2a. Thay vào ta được đấy, b chính là bằng 1 chính là bằng trừ 1 cộng cho căn của 49 và chính là bằng trừ 1 trừ cho căn của 49 chia cho 2. T1 sẽ bằng cộng cho 7 chia cho 2 và T2 sẽ bằng chia 2, đây chính là bằng 3, bằng âm 4 lại bé hơn 0 nên loại T chính là bằng e mũ x hay sẽ bằng 3. Nơi P của e mũ x sẽ bằng nơi P của 3. Lốc nơi P của E sẽ bằng lốc nơi P của 3. Bởi vì ta có công thức X lốc P của A chính là bằng lốc nơi P A của X mũ X. Sẽ bằng lốc nơi P của 3. Ta đã đại xong x chính bằng lúc nốt p của 3 là nghiệm duy nhất của phương trình. Cảm ơn các bạn đã xem video.